77 Bình Định chào anh em nhé. Đây là cửa hàng thứ 10 của Ayofa. Hôm nay là cái ngày lễ khai trương cho cái cửa hàng ở 74 Trường Chinh, thị trấn Tân Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cửa hàng để khám phá xem cái cửa hàng Ayofa Bình Định này nó sẽ khác gì hay là nó có những gì hay hơn nha. Chúng ta vào nào. Hello bà chủ. Chào em. Đây là chị Dư, giám đốc kinh doanh ở Hoài Ân Bình Định này. Và hôm nay là chị mở cửa hàng Ayofa Store. Và anh muốn rằng là hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người biết về cái cửa hàng của mình mở ra. Dạ. Với mong muốn là gì nè? Dạ, chào cả nhà. Với cái mong muốn là chia sẻ thật nhiều giá trị cũng như là chăm sóc sức khỏe đến khách hàng và nhà nhà. Thì là hôm nay em này, mở store đây. Dạ. Thì trong store em có những gì nào? Em khi dạ, khách hàng tới đây thì em sẽ cho khách hàng trải nghiệm là những cái vấn đề nào? Dạ. Đây là khách hàng đang trải nghiệm luôn nè mọi người. Dạ. Đó. Em ok. Thì trong store thì nó có là các loại cây thảo mộc là có 4 hương, chanh, xả, hương quế và sota bên đường hô hấp, bên hỗ trợ xương khớp, bên trĩ và bên dạ dày. Cùng với kết hợp các thiết bị massage như là massage mat, bình tia hồng ngoại và massage cổ. Và bên đây là các thiết bị ghế massage giúp thư giãn, giúp lưu thông máu. Ngoài các sản phẩm bên Ayofa thì em có dịch vụ là trị liệu bên massage bấm huyệt, ví dụ như là rối loạn tiền đình, tê tay, các vấn đề về đêm nhức xương khớp. Dạ. Là ở bên trong đây đúng không? Dạ, bên trong mọi đây. Người chúng ta vào bên trong đây để xem nè mọi người. Ok. Các cô chú ở đây đang trải nghiệm nè mọi người, anh chị đó. Kéo cái rèm qua một xíu cho mọi người nhìn đây đó, nắng full luôn, rất là đông luôn nè. Ok, em có cái cảm nhận gì mà khi em mở một cửa hàng như thế này ha? Dạ, cái cảm nhận của em thật sự là rất là vui, bởi vì là hồi trước giờ là em đi thị trường và nói chung là mình chia sẻ một cách là đi thị trường là kiểu như là đơn lẻ thôi, nhưng bây giờ là em có một cái cửa hàng, có một nơi để mọi người đến dùng các sản phẩm bên công ty Ayofa, và có một cái nơi mà mọi người đến để trải nghiệm trực tiếp luôn, mình chia sẻ trực tiếp, nói chung là em rất là vui và tự hào. Em đến Ayofa mấy năm rồi hả? Dạ em đến Ayofa 4 năm rồi. Rồi trong cái quá trình đó thì cái khó khăn nhất của em là gì khi em phát triển ở một cái tỉnh ở miền Trung như thế này? Dạ, cái khó khăn của em là đầu tiên thì chắc chắn là về cái niềm tin, bởi vì là một cái sản phẩm mà đầu tiên là cao Ayofa so bên ngoài thì mọi người nói là so bên ngoài thì làm sao mà bớt trong khi đó uống thuốc không bớt. Thì em mới nói là cái tuyết mồ hôi của các bác á là độ tiết ra ngoài là nhờ lỗ chân lông, thì bây giờ mình cũng nhờ lỗ chân lông mình so nó vô trong, thì quá trình mình so lỗ chân lông giãn ra và can để thẩm thấu vô trong, nó sẽ giúp lưu thông máu, giảm viêm, giảm đau mà mình không cần phải uống thuốc đó. Là và bây giờ là em đã nói chung đã khắc phục được cái niềm tin đó rồi. Dạ, hôm nay là chính thức là mình khai trương, mình trở thành bà chủ rồi. Dạ. Em cho anh cái cảm nhận khi mà mình trở thành bà chủ nè. Dạ, thì cái cảm nhận hiện tại thì vui, hồi hộp. Và em mong muốn rằng là mình sẽ có đủ sức khỏe, có đủ tự tin để chia sẻ thật nhiều, lan tỏa thật nhiều cái giá trị cũng như là chăm sóc tất cả đến mọi người nhiều hơn. Ok, dạ. Cảm ơn em. Hôm nay là lễ khai trương, ngày khai trương. Dạ. Anh thay mặt công ty cũng như là toàn thể thành viên Ayofa trên toàn quốc chúc store của em khai trương hồng phát, bạn sự nghĩ và ngày càng phát triển để mà mình trao giá trị nhiều hơn nữa cho cộng đồng, cho xã hội ha. Dạ. Ok mọi người, và bây giờ chúng ta sẽ xem chương trình lễ của khai trương Ayofa Store Bình Định thôi nào. Let's go. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Tổng Giám đốc Oba Nguyễn Tài, Ban Giám đốc công ty, cùng toàn thể team Ayofa, thành viên Ayofa, nội ngoại hai bên. Đây là cửa hàng thứ hai tại miền Trung, có 4 cửa hàng ở ngoài Bắc và 4 cửa hàng trong Nam. Và đây là cửa hàng thứ 10 ha. Và đó là một cái mong muốn của công ty, đó là làm sao giúp cho bà con chúng ta luôn luôn được chăm sóc.
Ayofa, all for your family. Tất cả vì gia đình bạn.